Vâng, xin chào toàn thể các bác. Hôm nay thì chúng em có nhận được một đơn nâng cấp cho một bác khách ở Yên Phong. Và bác ý đang muốn nâng cấp là hai con đẩy. Đấy. Thì ở đây thì bác sẽ nâng cấp đẩy AB hàng chính hãng Tân Cường mã XS9004. Đấy, và cả hai con này đều là XS9004, mã giống nhau. Và bây giờ thì chúng em sẽ di chuyển tới công trình để hỗ trợ nâng cấp lắp đặt đẩy cho khách, và xin mời các bác cùng theo chân em. Vâng, giờ chúng em đã có mặt tại quán karaoke này để nâng cấp hai con đẩy ABS9004. Đấy, và bây giờ thì xin mời các bác cùng em là lên phòng. Đấy, quán thì có vị trí rất là đẹp. Đấy, cô chủ quán thì cũng nhìn bày trí phòng hát nó rất là đẹp luôn. Làm đúng theo quy trình thì chúng em sẽ phải bóc ra để cho cô chủ quán nhìn chiếc đẩy bên trong nó như thế nào. Em bóc bỏ bón cục đẩy ra đi. Hàng của AB thì bao giờ nhìn từ cái lớp sơn nó cũng đẹp. Rất là... Dạ. Và đây cô nhìn nè, cái đẩy này, nội thất đấy. Vâng, chúng em đã có mặt ở trên phòng rồi đây, và bây giờ thì tiến hành là tháo đẩy ra và nâng cấp lên hai chiếc AB XS9004. Cái hàng chính hãng Tân Cường. Và hệ thống âm thanh ở đây thì bao gồm là hai đôi Patihouse PH12 và một đôi JBL. Thì cô sẽ quyết định là đánh hai con đẩy 4 kênh cho tiếng nó căng hơn và nó sẽ hay hơn. Và bây giờ chúng em sẽ tiến hành là cho đẩy vào tủ và lên nhạc. Chúng em cũng đã lắp đặt xong rồi. Và bây giờ thì sẽ tiến hành là test đẩy. Nó đang chạy. Chúng em đã tiến hành lắp đặt xong rồi. Đấy, và bây giờ chúng em sẽ bàn giao cho chủ quán và xin phép chủ quán là chúng em di chuyển về cửa hàng. Đấy, và đây là chúng em đang nâng cấp một cặp đẩy AB XS9004 cho quán karaoke. Đấy, các bác anh em có nhu cầu hoặc mua sắm hoặc là muốn nâng cấp thì có thể liên hệ trực tiếp tới tuyên phụ chúng em để được hỗ trợ. Và xin chào các bác.